Theo báo cáo nhanh của Bộ Công Thương cho biết, hệ thống điện chịu thiệt hại nặng nề cả đối với lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối và 10 nhà máy điện phải dừng một số tổ máy để đảm bảo an toàn. Ước tính gần 1 triệu khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng. 5 đường dây 500 kV, 31 đường dây 220 kV, 97 đường dây 110 kV bị thiệt hại. 10 nhà máy phải dừng, giảm. Đến 6 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2024, phụ tải không cung cấp được miền Bắc là 63%, nặng nhất là Hải Dương 98%, Quảng Ninh đến 99% và trên diện rộng ở nhiều tỉnh. Ngoài ra, tình trạng mất mạng viễn thông gây khó khăn cho công tác khắc phục sự cố. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu cũng bị thiệt hại. Ngày trước bão, Bộ Công Thương đã chủ động chỉ đạo dừng, giảm hoạt động cung cấp điện tại các tổ máy để đảm bảo an toàn về người và thiết bị, tài sản. Ngay trong đêm ngày 7 tháng 9 năm 2024, 3 trên 10 nhà máy đã được phục hồi trở lại. Các nhà máy khác đang được khẩn trương khắc phục. Thiệt hại nói chung còn có thể tăng khi bão tiếp tục tiến sâu vào đất liền và hoàn lưu của bão có thể gây thiệt hại đối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Về công tác khai thác than và khoáng sản, khai thác dầu khí đã tạm dừng hoạt động và tiến hành trực ban theo quy định. Trong lĩnh vực phân phối đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm vẫn được duy trì đầy đủ, không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến. Bộ Công Thương kiến nghị chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố đường dây và trạm để khôi phục sớm nhất việc cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Chính quyền địa phương phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan tập trung chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối bảo đảm duy trì nguồn cung xăng dầu và hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân trong mọi tình huống. Kiến nghị chính phủ cho phép các đơn vị ngành năng lượng được nâng mức dự phòng vật tư, thiết bị thay thế để kịp thời ứng phó thiên tai, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo khắc phục, khôi phục cung cấp dịch vụ viễn thông, mạng Internet để phục vụ công tác khắc phục sự cố sau bão, đề nghị các bộ, ngành, quân đội, công an có phương án sẵn sàng cung ứng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dụng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả của bão và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh do mưa lũ sau bão.